Xin chào anh em, trên tay em hôm nay là một con Xiaomi Mi 11 Lite anh em ạ. Và cái con máy này yêu cầu của khách là thay pin. Thì cái mã pin của nó sẽ là BP42 anh em nhé. Anh em có tìm cái mã pin ở trên mạng thì anh em lưu ý cái vấn đề này. Và sau khi tháo được cái lắp lưng thì chúng ta sẽ tiến hành là tháo cái vấn đề về lồng đệm bên ra. Và tháo cái phần cáp liên quan đến phần bo sim của nó ra anh em nhé. Và chúng ta sẽ tháo quả pin ra để thay thế được một cái quả pin cho cái dòng Xiaomi Mi 11 Lite này thì nó khá là đơn giản. Nhưng khi anh em cắm cái cáp pin vào ấy, thì anh em lưu ý là chúng ta cần phải cắm cái phần chân pin chuẩn. Nếu anh em mà cắm chân pin nó bị lỏng thì có thể sẽ dẫn đến những cái tình trạng về pin báo ảo hoặc là nó dễ bị sập nguồn anh em ạ. Để thay thế một cái quả pin này thì anh em đến cửa hàng bên em thì thường nó sẽ chỉ mất khoảng tầm 30 phút và anh em có thể chờ lấy ngay được. Và pin thì em cũng có nhiều loại, đâm ra là anh em đến mà muốn thay pin gì thì có thể là báo em. Và trong quá trình thay pin cho con máy này thì em thấy là nó bị thiếu ốc anh em ạ, thì em cũng sẽ hỗ trợ khách là bù ốc cho khách hàng luôn. Nếu anh em nào ở xa không có điều kiện qua trực tiếp cửa hàng thì có thể là liên hệ qua cửa hàng lấy địa chỉ, em sẽ hỗ trợ là ship thay xong và ship máy về cho anh em. Và pin dòng này thì em có cả quả Derry và quả siêu quy, tùy theo nếu mà anh em đến thì em có loại nào thì em sẽ tư vấn cho anh em loại đấy anh em nhé. Có cả quả đi hi hi nữa, thì nếu mà anh em nào mà cứ thích dòng nào thì bảo em thì em có thể hỗ trợ thay thế cho anh em. Nói chung là cũng tùy theo thời gian, nếu mà anh em đến vào cái thời gian mà em còn pin nào thì em cũng sẽ thông báo cho anh em để anh em dễ hiểu hơn. Thì trên đây là cái clip em tiến hành thay thế pin cho con Xiaomi Mi 11 Lite này. Dòng này pin này thì nó sẽ dùng chung cho cả bản 4G, 5G và bản NE anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip. Xin chào.